Và đây sẽ là một pha đá phạt rất nguy hiểm dành cho Kim Messi. Wow, bóng ghim thẳng vào góc A. Một bàn thắng rất đẹp của Kim Messi. Rất đẳng cấp. Không có một cơ hội nào cho thủ môn đội Bachi United. Đi đá sân bãi bạn thi hạng mình đã xong, giờ thi đó lên được 2 giờ tương tự biên dự diễn luôn. Rồi lại coi anh em viên bóng đá thế bạn. Chào mừng anh em đã đến với trận thi đấu ngày hôm nay, trận thi đấu giao hữu giữa đội VNBoss và Bachi United. Đội VNBoss trong màu áo xanh chuối, quần màu đen và cầu thủ Bachi United trong màu áo trắng, quần nâu đỏ. Đội hình ra sân của đội mình đó là đội VNBoss gồm có những thành viên như sau: số 8 Kim Messi, số 18 Hiệp, số 14 Khương, số 11 Minh Lèo, số 3 Thành Nhỏ, số 19 Lê Duy Minh, số 12 Hà, số 99 Anh Sử, bầu của đội banh. Minh Lèo lên banh ở hành lang phía cánh phải, mất banh rồi, rất nguy hiểm. Qua người rất hay, đối diện thủ môn. Wow, một cú đặt lòng rất hay của các thủ áo trắng. 1-0. Một bàn thắng từ rất sớm. Gặp vào trung lộ, dứt điểm. Wow, một cú sút rất mạnh của các thủ áo trắng. Thủ môn đã không kịp phản xạ. Và đây là quả đá phạt đền của hiệp 18. Không vào, một cú sút khá hiền. Thủ môn đã kịp thời phản xạ. Chật khe, không thành công. Vẫn còn. Cầu thủ số 14 của Bachi United lên banh rất khỏe. Rất khỏe. Dứt điểm. Wow, một cú sút từ gần giữa sân của cầu thủ áo trắng. Vẫn có một bàn thắng 3-0. Minh Lèo mất banh rồi, một đường chọt kè lên không thành công của Minh Lèo. Giờ thì phản công cho thủ Bachi United. Chuyền qua cánh phải, rất chống chạy. Wow, những pha phối hợp như đặc của cầu thủ áo trắng. Tỷ số hiện tại là 4-0. Trận đấu vừa diễn ra chưa được bao lâu thì các anh em VNBoss đã bị dẫn 4-0 rồi. Thành Nhỏ chuyền ngang, bị bắt bài rồi. Đối diện thủ môn. Wow, một bàn thắng rất dễ dàng. Và tỷ số bây giờ là 5-0. Chuyện gì đang xảy ra với Kim Messi và các đồng đội vậy? 5-0 rồi. Chuyện dài. 1-1. Dẫn thẳng vào trung lộ. Một pha đỡ bước một hỏng và một bàn thắng nữa dành cho các thủ áo trắng. Một pha bước một hỏng nhưng vô tình đã tạo thành bàn thắng. Lê Duy Minh phải sót rất hay. Hiệp 18, Khứa Lồng không vào. Minh Lèo rất chậm rãi. Lê Duy Minh chở khe. Khương 14 không vào. Một cú khứa lồng của Khương 14, bóng bay hơi cao. Ném biên. Chở khe, không thành công. Giờ là Kim Messi sút vào. Một sút rất mạnh của Kim Messi. Và đã có một bàn thắng dành cho các thủ VNBoss. 1-6. Kim Messi. Hiệp 18. Hội tường với Kim Messi. Là gì đây? Khứa lồng không vào. Một cú khứa lồng hơi với của Kim Messi. Đá phạt đền cho các thủ Bachi United. Không vào. Một cú đá thẳng ngay sang ngang. Một cú sút nữa. Không vào. Một pha bay người rất đẹp của thủ môn đội VNBoss.
Thành nhỏ, pha sâu kim rất hay, tuy nhiên bóng đi, người ở lại. Chuyển lên, bức tường rất hay, đối diện thủ môn. Tiếp tục một pha đặt lòng, lần này không đánh bại được thủ môn đội VNBoss. Điểm biên 22, bức tường với Kim Messi, lên bên, hiệp 18, vào, một cú sút góc hẹp của hiệp 18 và một bàn nữa cho cầu thủ VNBoss 26. Kim Messi không được, 22 đột phá không được rồi và đã có phạm lỗi, một chiếc thẻ vàng cho cầu thủ Bachi United. Và đây sẽ là một pha đá phạt rất nguy hiểm dành cho Kim Messi. Wow, bóng ghim thẳng vào góc A. Một bàn thắng rất đẹp của Kim Messi. Rất đẳng cấp. Không có một cơ hội nào cho thủ môn đội Bachi United. Minh Lèo dẫn bóng tốc độ rất hay, chuyển lên hiệp 18, vào, một đường chuyền ngang của hiệp 18 và Kim Messi không thể nào bỏ lỡ trong tình huống vừa rồi. Một pha để bóng cẩn thận, một pha đập tam giác và người kết thúc vẫn là Kim Messi. Minh Lèo cướp được banh rồi, vẫn còn, giờ là Kim Messi, không được, không có cú sút. Vẫn là Minh Lèo, trọng tài không cất còi, phản công cho thủ Bachi United. 3-2, sút không vào và cú sút tiếp theo đã có một bàn thắng cho thủ áo trắng. 7-4, Kim Messi, hiệp 18, chuyền ngang cho Minh Lèo, những vào trung lộ, dứt điểm, vào, một sút rất mạnh của Minh Lèo và đã có bàn gỡ cho cầu thủ VNBoss. 5-7, hiệp 18, qua người rất hay, chỉ ngang, vẫn còn, không vào, rất nhiều pha lộn xộn và bóng đã nằm trong lưới của cầu thủ áo trắng. Lại một bàn gỡ nữa cho thủ VNBoss. Kim Messi chuyển lên, hiệp 18, 7 đều, một pha phối hợp như đặc rất hay. Tỷ số bây giờ đã được san bằng 7 đều. Trong 10 phút đầu đã bị dẫn 6-0 và bây giờ tỷ số đã được cân bằng 7 đều. Khương 14 dứt điểm không vào, một cú dứt điểm khá hiền của Khương 14. Hiệp 18, làm gì đây, trở về cho Khương 14, khứa lòng không vào, một cú khứa lòng hơi nhẹ của Khương 14. Bóng vẫn còn, Minh Lèo, Kim Messi đột phá, một pha sâu kim rất hay, wow, một pha đột phá và dứt điểm rất hay của Kim Messi. Một trận thi đấu rất tuyệt vời của Kim Messi, quá hay, liên tục những bàn thắng nhanh chân. Có lẽ cầu thủ Bachi United đang bị khớp. Từ khoảng cách dẫn trước 6-0 thì bây giờ đã bị dẫn ngược lại 8-7. Kim Messi, wow, vẫn là một bàn thắng nữa cho Kim Messi, một pha cướp banh từ giữa sân và dứt điểm ngay góc. Một trận banh rất hay của Kim Messi, bóng tới chân là anh ấy ghi bàn thôi, không nói nhiều. Phản công cho thủ Bachi United, chuyển ngang, wow, pha đánh gót ghi bàn của thủ áo trắng.
Minh Leo mất banh rồi. Vẫn còn Lê Duy Minh bọc lót phía sau Khương 14. Lê Duy Minh, Minh Leo, hiệp 18, dốc banh, Kim Messi, Khứa Long không vào. Cú Khứa Long khá điều nghệ của Kim Messi. Chivela, một pha chọt khe máu ngoài của thủ áo trắng Đắc Long vào. Một pha phản công chớp nhoáng của các thủ áo trắng và đã có một bàn thắng. Lê Duy Minh chọt khe, Kim Messi chuyển ngang, hiệp 18 làm gì đây, Đắc Long vào. Quyết điểm rất mạnh của hiệp 18. Hello anh em, nay mình lại có một trận banh sân 7 với lại mấy anh em đội VN Boss Bưu Điện ha. Đó, mọi người đang đá trong sân à, mình lên hơi trễ. Đá cũng nãy giờ. Mọi người xem clip nãy giờ chắc là cũng xem được một số tình huống nguy hiểm và những cái bàn thắng của mấy anh em trong đội. Thì mình lên hơi trễ, mới có trận sân 11 bên kia. Rồi qua đây thì tiếp trận sân 7. Minh Leo chuyền ngang cho Khương 14, cắt ngược vào trong. Lê Duy Minh xuất xa, pha xuất xa của Lê Duy Minh. Chuyển lên không thành công. Hiệp 18, Đắc Long vào. Một cú đặt lòng ngay góc của hiệp 18. Ngoài sân đang là anh Phạm Nhâm Thi. Mất banh rồi. Pha bóng không hiểu ý giữa Khương 14 và Hà 12. Dứt điểm. Cú sút khá hiền. Lê Duy Minh. Minh Leo. Lê Duy Minh. Lúc này khoảng cách đã là hai bàn. Trọng Thi. Chuyển ngang. Bóng sâu kim. Khương 14. Rất hay. Một đường kiến tạo của Khương 14 dành cho Thành Nhỏ. Một bàn thắng không thể nào dễ dàng hơn cho Thành Nhỏ. Minh Leo. Thành Nhỏ. Trọng Thi. Chuyển ngang. Không vào. Một cú đặt lòng của Khương 14. Bóng đi khá nhẹ. Dứt điểm. Không vào. Cú sút ngay vị trí thủ môn VNBoss. Giờ thì phản công ngược. Thành Nhỏ. Khương 14. Trọng Thi. Dứt điểm. Không vào. Một cú dứt điểm nửa sút nửa chuyền của Trọng Thi. Chuyển dài. Qua đầu Hà 12 rồi. Làm gì đây? Vào. Một pha tưng bóng qua đầu của cầu thủ áo trắng. Tỷ số hiện tại là 10-12. Kim Messi. Thành Nhỏ. Wow. Cú đặt lòng rất gọn gàng của Thành Nhỏ. Minh Leo tạt cánh vào. Không được. Pha tạt cánh không thành công của Minh Leo. Và giờ trọng tài đã nổi khôi còi kết thúc trận thi đấu ngày hôm nay giữa VNBoss và Bachi United. Trận đấu kết thúc với tỷ số 12-10 nghiêng về VNBoss. Một màn lội ngược dòng rất hay của Kim Messi và đồng đội.